Trong 50 năm xây dựng và phát triển của trường trung học cơ sở Trực Thái, tổ khoa học xã hội đã cùng xây dựng và phát triển với trường trung học cơ sở Trực Thái qua nhiều thời kỳ. Từ năm 1965 cho đến 2015, 50 năm phát triển và trưởng thành. Tôi là một giáo viên từ khi năm 2014 đến nay được đề bạt làm tổ trưởng tổ khoa học xã hội Trực Thái. Là một điều vinh dự cũng như tự hào với bản thân tôi, cũng như là một trách nhiệm nặng nề với bản thân. Tôi luôn ý thức làm cho tổ khoa học xã hội Trực Thái phát triển và sánh bước cùng với nước cha anh. Đến năm 2014 và 15, tổ khoa học xã hội Trực Thái đã đạt được những cái bước trưởng thành nhất định về chất lượng đại trà. Thi vào trung học phổ thông, môn văn đạt thứ 2 trên toàn huyện và môn tiếng Anh đạt thứ 4. Trong khi đó, về chất lượng học sinh giỏi, các đồng chí trong tổ khoa học xã hội đã luôn phấn đấu và đạt vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, về môn tiếng Anh, đội tuyển lớp 7 đạt giải nhất toàn huyện, đội tuyển IOIA lớp 8 và lớp 9 đạt giải nhất, đội tuyển Hùng Biện đạt giải nhất cấp huyện và đạt giải 3 cấp tỉnh. Đặc biệt là đội tuyển IOIA thi giải tiếng thi tiếng Anh trên internet thì tất cả các em tham gia đều đạt giải, đó là một giải nhất cấp huyện, một giải nhì và ba giải giải ba cấp tỉnh, thì một giải nhì, hai giải ba và một giải khuyến khích. Và đặc biệt em Đặng Nhật Minh, trong năm học 2014 và 2015 em đã đạt huy chương đồng cấp quốc gia. Trên đây là một số thành tích của tổ khoa học xã hội. Thực tế mà nói rằng có được thành tích ngày hôm nay, chúng tôi hoàn toàn có thừa kế và phát huy truyền thống của tổ khoa học xã hội cùng với 50 năm phát triển của trường trung học cơ sở Trực Thái.